Bố. Bố. Bố không sao chứ? Con mang thuốc cho bố. Nào nào. Chị đừng làm nữa, đừng động tay vào. Cậu xem, bình màu hồng ung chính ngự trị này, tôi lấy tiền của người ta rồi. Vẫn chưa nói với cậu, hôm qua tới nhà chúng tôi cũng bị đập, dọa bố tôi tới mức bệnh tim tái phát. Thầy hiện giờ sao rồi? Đang nằm ở nhà, uống thuốc rồi. Chị yên tâm đi, Chính Thu, người này tôi nhất định sẽ điều tra ra, để chị hả giận. Đừng điều tra nữa. Em biết là ai. Buông ra. Xuống ra. Nhậm Hoàng Nghị, tôi nghe nói bệnh tim của Lệnh Tôn tái phát. Sao rồi, đỡ chưa? Triệu Quang Hy, quả chưa tới người nhà. Đạo lý này hiểu không? Cậu đập kính nhà chúng tôi, việc cậu làm có phải con người không? Nhậm Hoàng Nghị, đập kính nhà anh, đập tiệm chị anh đều là chút lòng thành. Nhưng nếu anh còn dám cướp người phụ nữ của tôi sẽ thay đổi cách xử lý anh, hiểu chưa? Làm gì? Không phục sao? Muốn đánh người à? Đến đi. Lần sau còn xảy ra chuyện này, tôi sẽ không quên mang đạn. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Em muốn uống cà phê. Cà phê sao? Quang Hy, em muốn hát, em muốn uống cà phê. Vậy thế này đi, chúng ta về nhà trước được không? Được, về nhà trước. Bà làm gì thế? Khốn nạn. Không, bà là ai? Có phải bà muốn chết không? Lưu manh thối. Có phải muốn chết không? Hạ Lưu, làm gì thế? Chính là cậu ta, giở trò lưu manh. Tôi giở trò lưu manh, chính là cậu. Giở trò lưu manh đúng không? Đi với tôi. Các người biết tôi là ai không? Thành ra tôi cũng nhận ra cậu. Bà nói lại lần nữa, giở trò lưu manh thối. Các người biết tôi là ai không? Yên lặng, đi mau, bỏ ra, theo tôi về đồn. Đi thôi, mau bỏ tôi ra. Các người là ai? Các người biết tôi là ai không? Tôi là Triệu Quang Hy. Cho dù cậu là ai, ông này biết cậu là tội phạm hiếp dâm. Hôm nay phải xử lý cậu thật tốt. Tôi không phải tội phạm hiếp dâm. Nghe tôi nói. Sở trưởng, đánh được một lúc rồi. Tên nhóc này không chịu được nữa đâu. Người có tiền ăn nhiều, khiêng lên đánh. Đánh thêm lát nữa. Đừng đánh nữa. Đánh thêm lát nữa. Sở trưởng, cũng kha khá rồi. Thêm chút nữa, giết mạng người không tốt đâu. Được, nghe cậu. Hai cậu đừng vào nữa, xem náo nhiệt. Không đánh nữa. Anh Quang Hy. Quang. Sao vậy? Ai làm đấy? Không biết sao. Tranh con. Anh Quang Hy, đánh tới mức này sao? Cứu tôi. Trời ơi. Nào, tôi không uống nổi nước rồi. Cậu nhẹ thôi. Dương Lập Văn, rốt cuộc là chuyện gì? Báo cáo cục trưởng, có một phụ nữ dù không Triệu Công Tử cưỡng hiếp bà ta. Cảnh sát không biết Triệu Công Tử bắt nhầm. Không ngờ Triệu Công Tử bị phạm nhân đánh. Là thuộc hạ làm gì không được. Nếu như Triệu Công Tử cần xoa bóp, tôi có thể thay Triệu. Không cần, cút đi. Dân cục trưởng. Sở trưởng của cậu làm gì vậy? Từ hôm nay, cách chức sở trưởng của cậu. Dân, sau này đừng làm nữa. Dân. Ai bắt Triệu Công Tử lại? Trương Long, Triệu Hổ, người đâu? Cấm cửa rồi.
để họ đói 3 ngày, cắt lương 3 tháng của họ. Triệu công tử không bỏ tức, đừng để họ ra. Dân, dẫn người phụ nữ đó lên. Người phụ nữ đó chạy rồi. Cái gì? Chạy rồi, phế vật, còn không mau đi bắt lại. Dân, quay lại đây. Triệu công tử, có cần bảo họ đưa cậu tới bệnh viện khám không? Tôi đưa cậu. Không, không cần, không cần. Anh đi đi, cậu ấy kêu tôi đi. Tạm biệt. Triệu công tử, xin cậu bớt giận. Bớt giận gì chứ? Sắp hết khí rồi. Tôi bớt giận. Ăn ăn. Cảm ơn đại ca. Nào, cảm ơn anh. Hai huynh đệ. Nào nào, ăn đi. Hai ngày này chịu uất ức rồi. Nào, kính hai người một ly. Nào. Đại ca, anh đừng nói vậy. Cảm ơn đại ca. Một ngày ba bữa có rượu có thịt, chẳng có uất gì cả. Cái gì? Đây là hưởng phúc. Hưởng phúc. Trong cục không phát lương. Tôi phát. Không thiếu một đồng. Mỗi người mỗi tháng tôi phát thêm 10 tệ. 10 tệ. Làm ăn với đại ca, có rượu, có thịt, có tiền tiêu. Nói thật, thật sự không muốn đi. Ở đây tốt biết bao, cái gì cũng không cần làm. Lo ăn lo mặc, còn cho tiền. Nào, kính cậu. Cảm ơn anh. Lập Văn, tôi thật sự phục cậu đấy. Cậu so với Triệu Quang Hy còn xấu xa hơn. Đầu tiên phải nói rõ một chút, tôi và cậu ta không phải người một ruột. Đây gọi là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nhưng hiện giờ sốt ruột nhất không phải tôi, là Nhược Tư. Người Nhật Bản tiếp tiếp Trung Thu từ tay cô ấy. Bây giờ cô ấy rất ái náy, một ngày gọi điện cho tôi mấy chục cuộc, hỏi về tung tích của thiếp Trung Thu. Các cậu điều tra thế nào rồi? Tranh Nhược Tư dễ cho tôi công bố ra ngoài rồi. Bên cậu thế nào? Tôi đã cho anh em theo danh sách mà tôi cung cấp, theo sát tất cả đặc vụ Nhật tại Bắc Bình, bao gồm các giao lộ, trạm xe quan trọng cũng bị chúng tôi khống chế. Lập Văn, con khó khăn lắm mới làm được sở trưởng. Thầy, chỉ cần thầy có thể hả dạ, con không cần làm sở trưởng. Lập Văn, làm khó cho cậu rồi. Có câu này của chị, chết cũng đáng. Cái gì mà chết chết chứ, đừng nói bậy như vậy. Chỗ bố có đồ ăn không? Có chứ. Vậy chúng ta đi ăn. Đi. Đi thôi. Lập Giang à, cậu đã đắc tội với Triệu gia. Bọn họ sẽ có giận cá chém thớt cậu không? Vì chị, tôi dám chọc trời thủng lỗ. Cậu làm cảnh sát, đều phải tiếp xúc với đủ các hạng người, phải học cách bảo vệ bản thân, biết chưa? Chị, tôi biết. Bình thường à, chị luôn căng mặt, đều giả vờ. Thật ra trong lòng chị có tôi, đúng không? Ai nói lúc nào tôi cũng căng mặt. Vậy rốt cuộc trong lòng chị có tôi không? Nghiêm túc chút đi, chị xem, lại đỡ rồi. Nói nghiêm túc à. Thiếp Trung Thu rơi vào tay của người Nhật, cấp trên nếu trách tội xuống, có phải lấy cậu thi hành án tử? Cái này chị đừng lo lắng, tôi đang nghĩ cách cố gắng hết sức tìm lại thiếp Trung Thu. Đã rơi vào tay của người Nhật rồi, dễ gì tìm lại được? Tìm không được thì tìm không được vậy. Không phải chị không thích tôi mặc nguyên bộ da đó sao? Đúng lúc không làm nữa. Không làm thì không làm. Nhưng chúng ta không thể mặc bài lem lút thế này bị người khác đá ra ngoài. Nói lời này tôi thích nghe. Đội trưởng, tiểu thư Chu nói người đó tìm thấy rồi. Ở đâu? Ga tàu quả. Xin lỗi nha. Anh xem, thật sự không có gì cả. Đói rồi anh vẫn chưa tin. Đi, người tiếp theo. Đợi đã.
Cô đến làm gì? Giúp các anh dẫn người. Cô xem cô mặc thành như vậy, cô là thêm phiền phức. Mau đi đi. Thêm phiền phức gì chứ? Anh xem bên phải đi. Cái người đè nón xuống thấp đó chính là anh ta. Cô chắc chắn không sai được. Cô nhanh chóng đi đi. Chút nữa đánh loạn lên rồi đạn không có mắt đâu. Anh đừng quan tâm tôi. Anh nhanh chóng tìm Thiếp Trung Thu trở về. Có phải Dương Lập Văn lắm lời đã cho biết hành động tối nay không? Tôi sẽ không làm cản trở anh. Bên đó làm gì đó? Xếp hàng đợi sót vé. Được, xin phiền cho tôi qua. Đều sập súng, sập súng, đều sập súng đi. Đi nhanh đi. Hoàng Kỵ, sao anh không gửi theo? Cô đợi ở đây, không được đi đâu cả, biết không? Đạp xuống. Mau đạp xuống. Mau đạp xuống đi. Mọi người mau đâm xuống. Chú ý an toàn. Tiếp cận mục tiêu. Được. Đúng chỗ. Đâm xuống. Đứng lại. Đừng cử động. Ném túi vào đây. Nói, các anh là người thế nào? Cấp trên của anh là ai? Tôi không bị bỏ lại.
chết chưa? Tránh ra! Anh không sao chứ? Người anh Diệp Quang, cậu không sao chứ? Không sao. Mậu Khoan, không ngờ bơm câm của cậu lúc quan trọng thực sự phát huy công dụng. Cái gì? Bơm câm? Bơm câm dùng lúc huấn luyện. Không ngờ cậu này rất biết lừa người khác. Lúc nãy dọa tôi một phát. Tiểu Gia Cát, Tiểu Gia Cát, Tiểu Trư, gửi anh em vết thương không sao chứ? Không sao. Vết thương ngoài da, mọi người đều không sao chứ? Không sao. Đào, kiếm cái rương. Trống rỗng. Cái này. Đào, xem thử cái này. Quả thực thiếp ở đây hoàng nghị lợi hại. Không có các anh em cùng nhau nỗ lực, tôi cũng sẽ không kiếm lại được thiếp trung thu. Nhưng hôm nay đáng tiếc là không điều tra ra nội tình. Anh em của cậu thế nào? Hy sinh hết 4 người, bị thương vài người. Diệp Quang, vết thương cậu sao rồi? Không sao, bé nhỏ không đáng kể. Người anh em Diệp Quang, đại ân không nói lời đa tạ. Tôi lỡ cậu một mạng. Diêu Cương, chúng ta đã là anh em, sao khách sáo như vậy? Các anh em, hành động ngày hôm nay, kiểm tra trình độ huấn luyện bình thường của chúng ta, cũng thấy được tình nghĩa các anh em khi sống chết. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là huynh đệ sinh tử. Có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Tính tôi nữa, đợi một chút. Cô không thể làm huynh đệ của tôi. Anh xem thường tôi sao? Nếu hôm nay cô bỏ tay xuống rồi, cô chính là bạn gái của tôi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thiếu tá, thuộc hạ bất lực, xin ngài trừng phạt. Cái này không thể trách cậu, bởi vì cậu vốn dĩ không phải là đối thủ của Nhậm Hoàng Nghị. Thông báo Sakura, tôi muốn gặp cô ta. Rõ.